Hi. xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Phú Đức Hôm nay Đức sẽ gửi đến bạn một cái mẹo nho nhỏ giúp bạn chuyển những cái bức hình như thế này ha Trở thành cái dạng tranh vẽ bút bi Như các bạn đang thấy trên màn hình đây là một cái bức ảnh Đức đã chuyển sang cái dạng như là tranh vẽ bằng bút bi ấy, Hay còn gọi là bút mực các bạn Thì cái tấm ảnh này Đức làm từ cánh góc của nó là cái tấm ảnh này ha để đức uh, mở lại cho các bạn xem ha đây thì đây là cái tấm ảnh góc của nó và đây là cái hiệu ứng sau khi các bạn đã chuyển đổi ha thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng như thế này thì đầu tiên với cái bức ảnh góc này các bạn sẽ tổ hợp phím Ctrl J ha để các bạn nhân bản cái layer background này lên một lớp nữa ha để các bạn bảo vệ cái stop bên dưới. Rồi với cái layer 1 này, các bạn sẽ vào menu filter. Rồi các bạn chọn là style. Trong cái nhóm style này các bạn sẽ chọn là fine edge. Khi mà các bạn chọn vào fine edge thì nó sẽ tự động tìm những cái cạnh của cái chủ thể ra như thế này ha. Thì nó sẽ có một cái đường viền phía ngoài giống như là một cái nét vẽ vậy. Đó. Tuy nhiên á thì cái màu sắc của nó nó đen là không phải là một cái màu hoàn toàn là trắng đen ha nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái cấp độ màu khác nhau như thế này thì lúc này á, các bạn sẽ vào menu image các bạn chọn adjustment và các bạn sẽ chuyển nó về black and white ha các bạn chọn là black and white nè và cái phím tắt của nó là Alt cộng shift cộng với control cộng với chữ b b bò đó các bạn khi mà các bạn mở cái bảng left and ra thì các bạn có thể cân chỉnh những cái thông số trong này ha Những cái kênh màu của nó nè Tuy nhiên các bạn cũng có thể click vào auto để cho chương trình tự động tính toán ha Rồi click ok Lúc này các bạn thấy cái bức hình của bạn nó hoàn toàn là chỉ còn là trắng và đen thôi Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo một cái lơ mới nha Các bạn click vào cái biểu tượng S new layer phía dưới nè Để các bạn tạo một cái lơ các bạn thấy cái layer Đức vừa mới tạo ra là cái layer 2 nè Nó là một cái layer rộng chưa có điểm ảnh pixel Lúc này á, thì cái màu phọt ra của bên đây nè Các bạn sẽ chọn cho nó một cái màu xanh Một cái màu xanh giống như là màu xanh của búp bi vậy đó các bạn Rồi lít ok ha Rồi để tô cái màu phọt này cho cái layer 2 này á, Thì các bạn sẽ dùng phím tắt á, là phím Alt cộng với Delete ha Đó Thì các bạn sẽ đổ cái màu xanh này cho nó rồi lúc này trên cái layer 2 này các bạn sẽ đổi cái Lenin mode của nó về chế độ hòa trộn đó là uh, overlay hoặc là supply ha ở đây đức đang chọn là overlay nè rồi đến đây thì các bạn cũng đã tạo cho mình được một cái hiệu ứng là tranh vẽ búp bi rồi ha tuy nhiên thì ở đây nó không có được thật cho lắm tại vì nó chưa có một cái lớp texture phía trên đó một cái lớp texture giấy á thì lúc này thì các bạn có thể là cho nó một cái lớp texture lên trên ha ở đây thì Đức có một vài mẫu texture bê Thì các bạn có thể tìm trên mạng rất là nhiều Hoặc là ở đây mình cũng sẽ cung cấp luôn cho các bạn ha Các bạn có thể download dưới cái phần mô tả video ha Lấy ví dụ như Đức lấy cái này đi ha Đức có thể kéo thả vào đây ha Khi mà Đức kéo thả vào tự động Nó sẽ hiện lên cái khung trên form Và Đức scale lại Đức điều chỉnh lại ha Rồi để cho cái hình ảnh bên dưới nó hiện lên trên cái texture này á Thì các bạn sẽ đổi cái linen mode của nó ha về chế độ hòa trộn là monte hoặc là color burn hoặc là hoặc là linear burn ha hoặc là datchen color đều được ha có nghĩa là trong cái nhóm làm tối ảnh này, này các bạn đó theo như mình thấy cái linear burn này nó là thấy ổn nhất ha nên đức chọn luôn đó khi mà đức di chuyển cái layer tới trên này các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng giống như là gân giấy phía dưới á đó nó sẽ thật hơn ha trước khi có cái lớp test chơi nè rồi sau khi có nè cái ảnh của bạn nó thật hơn ha nó có những cái gân giấy phía dưới rồi ngoài áp dụng cho những cái bức ảnh phong cảnh như thế này thì các bạn cũng có thể áp dụng cho những cái hình ảnh là người cũng được ha rồi mình lấy ví dụ trường hợp thứ hai á mình có cái bức ảnh của anh quý nguyễn như thế này thì ở đây các bạn cũng sẽ tổ hợp phím vào trên tray nè các bạn nhân bản nó lên một lần nữa rồi với cái layer 1 này á, các bạn cũng vào menu filter, chọn là style chọn là File enter. Rồi vào menu image, chọn là chọn là lag and white ha, hoặc là tổ hợp phím tắt của nó là alt cộng shift cộng với control cộng với chữ b bò các bạn. Rồi chọn auto ha. Click ok. Rồi đức cũng tạo một cái layer mới nè, layer rỗng. Đổi cho nó cái màu phật ra là màu xanh lúc nãy ha. Rồi đổi chế độ hòa trộn là overlay ha. Rồi lúc này Đức sẽ cho một cái texture vào. Có thể đổi nó là multiply cũng được. Rồi trường hợp mà nếu mà các bạn muốn chuyển nó về trên vẽ trì á, các bạn có thể tắt cái lơ phiêu màu rồi đi. Đó các bạn không cần thì các bạn sẽ chuyển về một cái nét vẽ trắng đen như thế này. Đó các bạn có thể bật tắt cái màu búp bi của bạn. Các bạn có thể biến nó thành cái dạng tranh vẽ trì như thế này. Hoặc là đối với cái level 1 này nè, các bạn có thể add thêm một cái level hoặc là cơ á, các bạn cân chỉnh cân chỉnh cái độ đậm nhạt của nó ở đây ha. Cho cái nét vẽ bạn nó rõ hơn nè. Đó, Đức hy vọng rằng với video này đã mang đến những điều thú vị cho công việc của các bạn. Và nếu mà các bạn yêu thích những video hướng dẫn của mình thì vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé. Và ở đây các bạn có thể tiếp thêm cho Đức rất là nhiều động lực bằng cách là nhấn subscribe kênh YouTube nhé. Khi subscribe thì các bạn hãy click luôn vào biểu tượng icon cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới có như thế thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế